Xin được chào mừng quý vị các bạn đã cùng đến với bản tin Thế giới Thể thao sáng ngày 29 tháng 2 của kênh Bóng đá TV và Thể thao TV. Bản tin ngày hôm nay sẽ được bắt đầu với hình ảnh ăn mừng bàn thắng của Adnan Januzaj ở trận đấu sớm vòng 26 La Liga giữa Real Sociedad và Real Valladolid. Cựu cầu thủ của Manchester United không mấy khi được đá chính tại Sociedad mùa này, thế nhưng anh đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây. Một tuần trước, Adnan Januzaj được đá chính trước Valencia và ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Sociedad. Rạng sáng nay, cựu tiền vệ Manchester United ghi bàn duy nhất để giúp đội nhà có được 3 điểm trọn vẹn trước Real Valladolid. Cú đánh đầu của Januzaj ở phút thứ 60 sau đường kiến tạo của Pablo Ozarzabal là điểm nhấn đáng chú ý nhất từ trận cầu kỷ niệm 35.000 cổ động viên chính thức của Real Sociedad. Và chừng đó là đủ để họ chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng Valladolid kể từ năm 2016 cho đến nay. Quan trọng hơn cả, đội bóng xứ Basque có thêm 3 điểm quý giá, qua đó tạm chiếm lấy một vị trí trong top 4. Cũng trong rạng sáng nay, trận đấu giữa Norwich và Leicester City đã diễn ra trong khuôn khổ vòng 28 Premier League. Thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers đang sa sút phong độ trong thời gian gần đây khi chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm sau 5 trận đấu gần nhất. Do đó, việc chỉ phải gặp đội bóng bét bảng như Norwich chính là cơ hội không thể tốt hơn để bày cáo cải thiện điểm số cho mình. Thế nhưng rốt cuộc, trận đấu lại không hề dễ dàng như nhiều người dự đoán trước đó. Leicester City đã gặp phải vô vàn khó khăn từ đội bóng bị đánh giá thấp nhất lúc này, Norwich City. Cả hai đội đều không thể đưa bóng vào mảnh lưới đối phương trong hiệp 1 và tình huống đáng chú ý nhất đến ở ngay đầu hiệp 2 khi VAR xác định bóng đã chạm tay Iheanacho trước khi vào lưới Norwich, qua đó duy trì tỷ số không đều. Những phút tiếp theo, Norwich là đội thi đấu lấn lướt hơn và khiến thủ thành Schmeichel hết sức vất vả. Và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70. Max Ahrens nhận đường chuyền dài từ đồng đội, rồi có một pha chuyền bóng chuẩn xác đến chân của Jamal Lewis. Tại đây, cầu thủ 22 tuổi đã tung ra một cú sút hoàn hảo, đi thẳng vào lưới của Leicester. Một cú sút bất ngờ từ xa không thể cản phá đối với Schmeichel. Đây là bàn thắng đầu tiên của Jamal Lewis tại Premier League và tỷ số 1-0 cũng được duy trì đến hết trận, mang về 3 điểm vô cùng quý giá cho đội đang xếp bét bảng là Norwich City. Tại trận đấu sớm nhất của vòng 27 Ligue 1, trên sân của Nîmes, Marseille đã có chiến thắng với tỷ số 3-2. Với kết quả này, Marseille đã tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Paris Saint-Germain xuống còn 10 điểm. Trong khi đó, thì tại Bundesliga và rạng sáng nay cũng đã diễn ra trận đấu sớm nhất vòng 24 giữa Düsseldorf và Hertha Berlin. Đội chủ nhà Düsseldorf đã có một khởi đầu như mơ khi sớm dẫn trước hai bàn chỉ sau chưa đầy 10 phút bóng lăn. Karaman là người đã mở tỷ số ở phút thứ 6 trước khi Thomy nhân đôi cách biệt 3 phút sau đó. Đến cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Karaman hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này ở phút bù giờ thứ nhất để nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, nếu như hiệp 1 là hiệp đấu của đội chủ nhà, thì 45 phút tiếp theo lại chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của đội khách. Chỉ trong vòng 11 phút kể từ phút thứ 64, Hertha Berlin đã có 3 bàn thắng từ pha đá phản lưới nhà của Thomy và các pha lập công của Matheus Cunha và Piatek trên chấm 11m. Ba đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Đánh rơi chiến thắng, Düsseldorf tiếp tục nằm ở nhóm có nguy cơ xuống hạng. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, vào đêm qua cũng đã diễn ra trận đấu cuối cùng của lượt về vòng 1/16 Europa League giữa Salzburg và Frankfurt. Trận đấu này vốn bị hoãn vì ảnh hưởng bởi thời tiết. 90 phút tại Salzburg kết thúc với tỷ số là 2 đều và chung cuộc Frankfurt đi tiếp với tổng tỷ số là 6-3. Như vậy, Frankfurt sẽ là đội gặp Basel ở vòng 1/8 Europa League. Cũng tại vòng đấu này, Manchester United chỉ phải gặp Lask, đại diện đến từ nước Áo. Olympiacos sau khi loại Arsenal sẽ phải đối mặt với Wolverhampton. Còn Inter Milan gặp thử thách đầy khó chịu mang tên Getafe. Hai cặp đấu khác cũng rất cân sức là Sevilla gặp AS Roma và Rangers gặp Bayer Leverkusen. Lượt đi vòng 1/8 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3 và lượt về diễn ra sau đó một tuần.
Cùng trở lại với vòng 26 La Liga mà tâm điểm chắc chắn sẽ là trận cầu siêu kinh điển El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 3 và đương nhiên là kênh Bóng Đá TV sẽ gửi đến quý vị các bạn trọn vẹn những diễn biến trên sân vận động Bernabeu. Trước đó sẽ là chương trình đồng hành La Liga Show với sự tham dự của rất nhiều những khách mời uy tín. Còn ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua tình hình lực lượng của hai đội trước trận cầu có thể nói là ảnh hưởng đến ngôi vương của La Liga mùa này. Thông tin tích cực vừa đến với Barcelona khi Gerard Piqué nút tròn giáo án ở buổi tập gần nhất và chắc chắn sẽ đá chính trước Real Madrid. Trước đó trung vệ 33 tuổi dính chấn thương ở trận hòa Napoli hồi giữa tuần. Bên cạnh Piqué, Jordi Alba cũng góp mặt trên sân tập. Tuy nhiên hậu vệ trái này khó có thể đá chính tại Bernabeu. Trong khi đó ngoài những chấn thương dài hạn như Marco Asensio và Eden Hazard cũng như thẻ phạt của Rodrigo, Real Madrid không gặp thêm bất kỳ tổn thất nào trước thêm trận đánh lớn. Ở một diễn biến khác, trước lo ngại về dịch Covid-19 đang bùng phát tại Tây Ban Nha, Chủ tịch La Liga ông Javier Tebas khẳng định trận El Clasico sẽ diễn ra hoàn toàn bình thường. Cùng với đó là các trận đấu khác tại vòng 26 La Liga và tất cả sẽ được tường thuật trực tiếp trong vàng kênh Bóng Đá TV. Vào tối nay ngày 29 tháng 2, đáng chú ý là trận đấu giữa Valencia và Real Betis. Còn vào ngày Chủ nhật, Atletico Madrid làm khách của Espanyol. Sau đó vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 3, Real Madrid sẽ đấu với Barcelona trong trận cầu mà họ buộc phải thắng để vượt lên ở cuộc đua vô địch. Thưa quý vị, việc sở hữu một tấm vé vào sân để theo dõi El Clasico chắc chắn là mơ ước của bất cứ cổ động viên nào. Thế nhưng không phải ai cũng có được may mắn như vậy. Một lựa chọn cũng rất hợp lý với người hâm mộ là họ có thể vào một quán bar ở gần sân vận động, vừa thưởng thức những cốc bia thượng hạng của Tây Ban Nha, vừa có thể theo dõi được trọn vẹn những diễn biến của trận đấu. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra một gợi ý cho các bạn. Nằm cách sân vận động Bernabeu chỉ khoảng 5 phút đi bộ, quán bar có tên Cervecería La Rosena là nơi tập trung nhiều người hâm mộ bóng đá. Sở dĩ nơi này thu hút được lượng khách hàng lớn và đặc biệt là giới sinh viên là bởi giá cả rất phải chăng. Trung bình giá đồ uống ở đây dao động từ 1,5 đến 2,5 euro, đồ ăn thì dao động từ 2 cho đến 5 euro. Tuy nhiên, vào mỗi thứ Bảy hay Chủ nhật hàng tuần, nhà hàng lại áp dụng chương trình khuyến mãi đồng giá. Tất cả đồ ăn, đồ uống đều có giá 1 euro. Phải nói rằng, đây là một chiến lược kinh doanh hết sức thông minh, bởi những ngày này thường có các trận bóng đá. Không là UEFA Champions League thì là La Liga. Cũng bởi vậy mà nhà hàng luôn trong tình trạng kín chỗ, khách thì xếp hàng dài chờ đến lượt để mua đồ. Với chiến lược kinh doanh này thì chúng tôi có những ngày làm việc rất là vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Những ngày qua, chính phủ Tây Ban Nha cũng đã cảnh báo về dịch Covid-19 có thể lan rộng. Điều này cũng khiến cho nhà hàng không khỏi lo lắng. Dịch Covid-19 cũng có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi trong tương lai. Vì đây là một nhà hàng khép kín, có thể tập trung rất đông người, nên khi dịch bệnh bùng phát thì mọi người có thể sợ và ngại đến đây. Tuy nhiên, trước mắt trong vòng vài ngày tới thì chúng tôi không lo lắng lắm. Ngày mai là Chủ nhật, cũng là ngày diễn ra El Clasico. Nếu có vé vào sân thì là điều quá tuyệt vời, còn nếu không có thì cũng đừng buồn. Hãy đến với Cervecería La Rosena. Ở đây, bạn vừa có thể ăn uống thỏa thích, không cần phải lo lắng về giá cả, mà còn được hòa vào bầu không khí hết sức náo nhiệt. Vào cuối tuần này, sân cỏ châu Âu không chỉ sôi động với trận El Clasico mà còn rất nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn khác như trận chung kết Carabao Cup giữa Manchester City và Aston Villa. Thế nhưng trước thềm trận đấu quan trọng này, nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh Manchester City lại phải đón nhận một thông tin không vui. Tại trận đấu diễn ra tại sân Wembley tối mai, Manchester City sẽ không có sự phục vụ của Laporte bởi chấn thương gân kèo. Trung vệ người Pháp đã phải rời sân trong trận đấu với Real Madrid tại Champions League hồi giữa tuần và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng một tháng. Cũng liên quan đến trận đấu này, thủ thành Claudio Bravo sẽ là người bắt chính cho nửa xanh thành Manchester. Thủ thành số 2 của Man City là người đã bắt chính trong tất cả các trận đấu tại Carabao Cup mùa này. Hàng xóm của Man xanh là Manchester United
vào cuối tuần này sẽ tới làm khách trên sân của Everton ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 28 Premier League. Ở trận đấu này, khả năng ra sân của Martial đang còn bỏ ngỏ sau khi cầu thủ người Pháp đã dính chấn thương nhẹ trước trận gặp Club Brugge tại Europa League mới đây. Trong khi đó, Paul Pogba phải sang tuần sau mới trở lại tập luyện cùng đội 1 và chưa chắc có thể tham dự trận derby thành Manchester vào ngày 8 tháng 3. Cũng vào cuối tuần này, Liverpool sẽ hướng đến kỷ lục 19 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh khi tới làm khách của Watford mà không có sự phục vụ của Jordan Henderson, James Milner và Shaqiri. Henderson dính chấn thương gân kèo ở trận thua Atletico Madrid tại Champions League giữa tuần trước. Milner bị căng cờ, còn Shaqiri phải ngồi ngoài từ giữa tháng 1 vì chấn thương bắp chân. Tại vòng 28 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này, bên cạnh trận đấu giữa Everton và Manchester United, Watford đối đầu Liverpool, còn có các cuộc so tài hấp dẫn khác như Chelsea làm khách trên sân của Bournemouth hay Tottenham tiếp đón Wolverhampton. Vào chiều mai, trận tranh siêu cúp quốc gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Hà Nội, trận đấu mở màn cho mùa giải mới sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất. Ngay trước thềm trận đấu này thì đại diện của thành phố mang tên Bác đã giới thiệu ngoại binh mới của mình là tiền đạo người Brazil Alex Lima. Bên cạnh đó thì đội bóng huấn luyện viên Chung Hae-sung cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đối đầu này. Sau một ngày nghỉ ngơi, vào chiều qua Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp. Về mặt lực lượng, đại diện của thành phố mang tên Bác chỉ có hai trường hợp tập riêng là tiền vệ Thanh Bình và cầu thủ trẻ Trung Thành. Khả năng ra sân của Matthias và Đỗ Văn Thuận hiện đang còn bỏ ngỏ. Dù có lợi thế sân nhà, tuy nhiên với tình hình dịch Covid-19 hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi đấu mà không có sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Chung Hae-sung có lợi thế về trạng thái thi đấu khi mới trải qua hai trận đấu tại AFC Cup. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội vẫn tập tại sân Mỹ Đình vào chiều qua trước khi di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối cùng ngày. Tại đây, nhà đương kim vô địch V-League sẽ chỉ có một buổi tập làm quen trên sân Thống Nhất trước khi bước vào trận tranh siêu cúp diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút chiều mai. Cũng liên quan đến trận đấu này, trọng tài Ngô Duy Lân đã được phân công bắt chính ở trận tranh siêu cúp quốc gia. Hiện vị vua áo đen này là trọng tài duy nhất của Việt Nam đạt cấp độ elite, cấp độ cao nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á. Trước khi khép lại bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả rằng cuối tuần này sẽ có hai trận đấu đỉnh cao không thể bỏ qua. Vào lúc 23 giờ 30 ngày 1 tháng 3 sẽ là trận chung kết Carabao Cup giữa Aston Villa và Manchester City. Sau đó vào lúc 3 giờ sẽ là trận cầu siêu kinh điển lượt về giữa Real Madrid và Barcelona. Quý vị các bạn có thể đón xem trọn vẹn hai trận đấu này trên kênh Thể thao TV và Bóng đá TV. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng bỏ lỡ những sự kiện thể thao hấp dẫn trên ứng dụng OnMe như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Còn bây giờ, trước khi khép lại bản tin, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin chính đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!